Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 9 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thiệu Hóa vừa tổ chức tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024. Tại lớp tập huấn, Ban lãnh đạo chỉ huy quân sự huyện Thiệu Hóa đã truyền đạt hai chuyên đề: thứ tự các bước vận hành cơ chế theo nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, các nghị định của Chính phủ đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các cơ quan ban ngành, đoàn thể và khả năng phối hợp hiệp đồng của các lực lượng trong hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ huyện, lý luận về hệ thống văn kiện, kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ của khối đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực tham mưu của lực lượng vũ trang trong chuẩn bị và thực hành diễn tập, đồng thời giúp đội ngũ cán bộ nắm chắc nguyên tắc tổ chức và phương pháp diễn tập, thống nhất nội dung, chương trình, thời gian, thời cơ, thành phần, quy trình, thứ tự tổ chức các hội nghị trong diễn tập khu vực phòng thủ để vận dụng sát với yêu cầu thực tiễn khi có chiến tranh xảy ra. Ban chỉ đạo chương trình phối hợp số 1 huyện Vĩnh Lộc vừa tổ chức tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành số 0102 về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ các chương trình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tính đến hết năm 2023, tổng doanh số cho vay theo thỏa thuận liên ngành 0102 trên địa bàn huyện đạt gần trên 454 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 11,1 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 0,2% tổng dư nợ. Năm 2024, Agribank Vĩnh Lộc tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn theo thỏa thuận, phấn đấu tăng trưởng tín dụng tối thiểu 13,2%, có 100% số tổ xếp loại A, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,2% tổng dư nợ. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo thực hiện thỏa thuận liên ngành 0102 đã khen thưởng cho 7 tập thể, 10 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện thỏa thuận liên ngành 0102 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, quý 1 năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực, tạo niềm tin và động lực để các ngành, các địa phương, doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng sản xuất công nghiệp năm 2024 từ 14,9% trở lên. Bước sang quý 1 năm 2024, mặc dù thị trường hàng hóa quốc tế đã phục hồi trở lại, nhưng tình hình dịch bệnh, xung đột chính trị, lạm phát kinh tế trên thế giới vẫn tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất công nghiệp của nước ta. Trong bối cảnh đó, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tăng dư địa sản xuất đối với những sản phẩm chủ lực như xi măng, thép, lọc hóa dầu, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp mới vào hoạt động. Về phía các doanh nghiệp cũng đã chủ động tái cấu trúc, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và tìm kiếm thị trường mới. Nhờ vậy, trong quý 1 năm 2024 đã có 19 trên 25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Việc sản lượng đạt cao ngay từ đầu năm đã đem lại tín hiệu tích cực, tạo động lực để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất trong những tháng tiếp theo. Chúng tôi cũng đã hướng đến những cái tiêu chuẩn mà thuộc loại khó tính nhất của trên cái thị trường giấy bao bì, và cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã phải bằng cách cắt giảm những cái chi phí sản xuất để có thể cạnh tranh hơn về mặt giá thành, triển khai các biện pháp để đảm bảo cái thời gian giao hàng đúng tiến độ như cam kết với khách hàng. Và chúng tôi quyết tâm cho năm 2024 thì cái sản lượng của chúng tôi sẽ vượt so với năm 2023 tiếp theo khoảng 10%. Tuy đã có dấu hiệu tăng trưởng tích cực, nhưng sản xuất công nghiệp năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là những biến động về giá cước vận tải đang ảnh hưởng lớn đến nguồn cung, chi phí, giá cả nguyên vật liệu đầu vào và thị trường xuất khẩu trong những tháng tới. Do đó, các doanh nghiệp cần linh hoạt, dự báo đúng thị trường để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất. Ngành công thương Thanh Hóa cũng đang tiếp tục ra soát, đánh giá khả năng sản xuất của từng nhóm hàng, ngành hàng để kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Quý 1 năm 2024, giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt gần 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,1% so với cùng kỳ và là mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Trong đó, nhiều nhóm hàng nông lâm thủy sản đạt mức tăng trưởng xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ. Có được kết quả trên là nhờ các đơn vị doanh nghiệp đã nỗ lực linh hoạt đa dạng sản phẩm, kết nối tìm kiếm mở rộng khách hàng, thị trường.
Quý 1 năm 2024, giá trị xuất khẩu nhiều nhóm mặt hàng nông lâm thủy sản đạt mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ như dưa chuột đóng hộp, thịt xúc sản, giam gỗ, hàng thủy sản xuất khẩu tiểu ngạch. Để thực hiện tốt mục tiêu xuất khẩu đã đề ra, các doanh nghiệp đều đang nỗ lực tiết giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành, linh hoạt tìm kiếm thị trường, đồng thời tập trung khai thác một số thị trường mới, kết nối mở rộng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, một trong những thị trường đang có nhu cầu tăng trưởng khá cao. Đầu năm 2024 này thì đơn hàng mà xuất đi Trung Quốc là đã tăng lên gấp 10 lần so với năm ngoái. Và bây giờ là chúng tôi đang phải tăng ca sản xuất hàng ngày để mà đảm bảo được cái tiến độ giao hàng của đơn hàng. Năm nay thì chúng tôi lại ngày càng nâng cao cái chất lượng sản phẩm lên. Từ đó mình sẽ mở rộng ra được những thị trường và mục tiêu năm nay chúng tôi sẽ cố gắng doanh thu sẽ cao hơn năm ngoái khoảng tầm từ 10 cho đến 15%. Dự báo trong thời gian tới, các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản của Thanh Hóa sẽ phải đối mặt với những thách thức khi mà các nước nhập khẩu đang tăng cường các biện pháp kỹ thuật để kiểm soát hàng hóa nhập khẩu. Bên cạnh đó, tình trạng giá cước vận tải biển tăng cao do căng thẳng chiến sự ở Biển Đỏ sẽ làm tăng chi phí hoạt động của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận hàng của đối tác. Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, từ đó linh hoạt kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất. Sau khi đưa vào hoạt động quảng trường biển Sầm Sơn với quy mô 2 hectare, sức chứa khoảng 10.000 người vào mùa hè năm 2023. Hiện nay, công ty cổ phần mặt trời Sun Group đang khẩn trương xây dựng và lắp đặt thiết bị để đưa tổ hợp công viên Sun World Sầm Sơn đi vào hoạt động vào cuối tháng 5, phục vụ cho mùa du lịch hè năm 2024. Tổ hợp công viên Sun World Sầm Sơn bao gồm công viên nước và công viên chủ đề có quy mô hơn 33,5 hectare, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.500 tỷ đồng. Đây là quần thể công viên vui chơi giải trí ngoài trời với quy mô đầu tư và diện tích lớn hàng đầu miền Bắc. Sun World Sầm Sơn lấy cảm hứng từ dòng chảy văn hóa, kết nối và lan tỏa những câu chuyện huyền thoại của các dân tộc Việt Nam. Dự kiến khi hoàn thành sẽ tạo ra một không gian vui chơi giải trí đẳng cấp, thu hút du khách khi đến Sầm Sơn. Hiện nay thì chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực để cố gắng đạt được tiến độ trong giai đoạn 1. Là trong tháng 5 này sẽ hoàn thành giai đoạn 1 để kịp đón cái dịp hè của 2024. Đấy. Về trong giai đoạn 1 này thì chúng tôi cũng sẽ đưa vào hoạt động và một số những cái trò chơi phục vụ cho gia đình, phục vụ cho mọi lứa tuổi. Tôi tin rằng sẽ thu hút khách du lịch đến với vùng đất này. Sun World Sầm Sơn giai đoạn 1 đưa vào hoạt động phục vụ nhiều lứa tuổi và gia đình tới vui chơi giải trí như bể tạo sóng, sông lười và các trò chơi cảm giác mạnh. Trong đó có những tổ hợp trò chơi dành cho gia đình và trẻ em lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á và Châu Á. Dự án này cùng với các dự án khác của Sun Group gồm quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội, show trình diễn nhạc nước, các dãy nhà phố thương mại sầm uất sẽ góp phần nâng tầm đưa Sầm Sơn trở thành điểm đến bốn mùa đa dạng hoạt động vui chơi giải trí nghỉ dưỡng, hiện thực hóa mục tiêu đón gần 10 triệu khách của thành phố trong năm nay. Ghi nhận tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho thấy bệnh nhân mắc suy thận đang ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Nếu như trước đây bệnh suy thận thường chỉ xuất hiện ở nhóm người từ 60 tuổi trở lên, thì hiện nay tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi mắc bệnh suy thận đang ngày càng gia tăng. Trong số hơn 500 bệnh nhân suy thận mạn đang phải lọc máu chu kỳ tại Trung tâm Thận Lọc Máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, có khoảng gần 20% bệnh nhân trong độ tuổi này. Để phòng tránh cái bệnh thận mạn, thì người dân nên quan tâm đến cái việc đi khám sức khỏe định kỳ, không nên ăn các cái đồ ăn nhanh được bảo quản bằng các cái chất bảo quản có thể gây nhiễm độc cho thận. Và ngoài ra là mình phải uống nhiều nước trong ngày, không lạm dụng các cái chất có cồn, lạm dụng các cái chất gây độc để cho thận, rồi mình tăng cường khả năng vận động. Theo thống kê tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân mắc bệnh suy thận mạn phải lọc máu tăng khoảng gần 40% trong khoảng 5 năm trở lại đây. Các bác sĩ khuyến cáo để giảm các nguy cơ gây suy thận, mỗi người cần có chế độ dinh dưỡng khoa học và kiểm soát bệnh lý nền tốt. Cụ thể, cần uống đủ nước trong ngày và ăn giảm lượng đạm để tránh quá tải cho thận. Cần hạn chế đồ ăn mặn và quá ngọt, quá nhiều chất béo, không hút thuốc lá, uống rượu bia, tăng cường vận động hàng ngày, giảm căng thẳng trong cuộc sống. Bên cạnh đó, cần duy trì việc khám sức khỏe định kỳ 6 tháng đến 1 năm một lần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 9 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.